sáng ngày 10 tháng 10 năm 2022, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 7 năm 2022. Hội thi được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022. Tham dự hội thi có 57 tỉnh, thành phố, với tổng số thiết bị đăng ký dự thi là 381 thiết bị của gần 200 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các sản phẩm đem đi dự thi đều được chế tạo xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nên rất thiết thực, góp phần tiết kiệm chi phí cũng như phục vụ hiệu quả cho quá trình dạy và học. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên tham gia hội thi với 3 nội dung. Một mô hình thi công kết cấu bê tông cốt thép nhà ở dân dụng, hai mô hình kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm nhà kính, ba mô hình máng ăn, máng uống tự động cho gia cầm. Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên tham dự nội dung thi với mô hình kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm nhà kính của các tác giả Lưu Quang Vũ, Trần Anh Hưng, Quảng Thị Dương, Nguyễn Hải Đăng. Chúc mừng đoàn đã hoàn thành nội dung thi đầu tiên.